Hôm qua, 19 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường tăng cao, khiến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tăng mạnh, cảnh báo nhiều khu vực bị ngập lụt. Đối với miền Tây, sau nhiều năm giáng bóng, nếu nước về không đột ngột, tăng dần lên ở mức báo động 2-3, rất tốt cho hệ sinh thái và sinh kế của người dân. Mực nước cao nhất hôm qua trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2m66, sông Tiền tại Chân Châu đạt mức 2m81, lần lượt tăng 17-18cm so với hôm trước và 22-28cm so với ngày 16 tháng 9. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam nhận định xu thế mực nước gia tăng do mưa lớn từ bão Yagi trên sông Mekong hiện dịch xuống khu vực Campuchia làm mực nước lũ tại trạm tăng mạnh những ngày qua, hôm qua đạt 19m9. Điều này khiến lưu lượng lũ thượng nguồn đổ về đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc tiếp tục tăng trong tuần tới. Lượng nước đầu nguồn theo sông Mekong về miền Tây rất tốt cho hệ sinh thái. Nước về mang phù sa bồi bổ cho đồng bằng, tôm cá dồi dào và có điều kiện tốt để sinh sôi nảy nở. Và nước còn góp phần vệ sinh đồng ruộng, tiêu diệt sâu bọ gây hại, tháo chua rửa phèn. Tuy nhiên, vấn đề lo lắng hiện nay là sau nhiều năm mực nước về yếu, người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, như trồng cây ăn trái, rau màu hoặc nuôi cá tôm dưới ruộng. Người dân cũng gieo xạ lúa vụ ba có thể chưa thu hoạch kịp. Nếu nước về nhiều gây ngập úng, thiệt hại, giảm năng suất. Thiệt hại ở các tỉnh thành miền Tây sẽ nặng nề hơn nếu có thêm bão gây mưa nhiều ở lưu vực thượng nguồn, nước đổ về đồng bằng sông Cửu Long bất thường. Do vậy, chuyên gia khuyến cáo các tỉnh thành chủ động kiểm tra hệ thống đê bao, thủy lợi, sẵn sàng phương án ứng phó với con nước về lớn, đảm bảo an toàn vùng sản xuất, giảm tối đa thiệt hại. Tại đồng bằng sông Cửu Long, kỳ triều cường tháng 9 này có cường độ mạnh, lại trùng vào thời điểm có thể xảy ra những trận mưa lớn trên diện rộng và kéo dài. Trung tâm khí tượng thủy văn cảnh báo nhiều tỉnh thành miền Tây ngập sâu trong vài ngày tới. Hai ngày qua, mực nước trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về. Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch của thành phố còn tiếp tục lên cao và đạt đỉnh từ 2m đến 2m1 trong các ngày từ hôm nay 20 đến 22 tháng 9. Đây là đợt triều cường có đỉnh triều lên mức cao, thời tiết chuyển xấu do ảnh hưởng của rìa xa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên mưa nhiều trong những ngày triều cường đạt đỉnh. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu cũng phát cảnh báo, từ nay đến ngày 23 tháng 9 trên biển Đông xuất hiện kỳ triều cường mới, đỉnh triều cao nhất tại trạm Gành Hào ở mức 2m2, xuất hiện vào ngày 21 và 22 tháng 9. Đây là kỳ triều cường có cường độ khá mạnh, cảnh báo rủi ro thiên tai ngập lụt cấp độ 2. Ảnh hưởng bão số 4, nhiều khu vực ở huyện miền núi Quảng Nam bị sạt lở, người dân sống trong khu vực núi đồi rơi vào báo động đỏ. Phát hiện dệt đường nứt kéo dài hàng trăm mét dọc quả đồi, ngay trong đêm qua 19 tháng 9, toàn bộ người dân ở thôn 56B, xã Đắc Re, huyện Nam Giang được sơ tán tới nơi an toàn. Sau nhiều ngày có mưa lớn, một số người dân phát hiện dệt nứt kéo dài hàng trăm mét dọc quả đồi sau thôn 56B. Tại khu vực này có 11 hộ đồng bào sinh sống với 41 nhân khẩu. Nhận tin báo, chính quyền cử lực lượng khảo sát và ghi nhận vết nứt có chiều sâu khoảng 1,5 m đến 5 m, chiều dài khoảng 120 m, nhiều đoạn có dấu hiệu sụt trượt, đường nứt mở rộng ra, nước ngấm no trong lòng đất, tạo ra nguy cơ kéo từng bản đồi trôi xuống hướng nhà dân. Chính quyền xã Đắc Re phối hợp đồn biên phòng Đắc Rinh nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống tận nhà để vận động các hộ nhanh chóng tới nơi an toàn. 19 giờ tối qua 19 tháng 9, toàn bộ dân cùng tài sản được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng biên phòng cũng tổ chức ứng trực để theo dõi vết nứt, xử lý các tình huống phát sinh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum. Trên bản đồ cảnh báo lũ quét sạt lở đất, khu vực này có màu hồng rực, chính là màu sắc biểu thị cấp độ cảnh báo ở mức rất cao. Thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế được đặt trong cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2. Cơn bão số 4 chỉ cách siêu bão số 3 hơn chục ngày, tuy cường độ không mạnh nhưng lại gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ lớn.
hiện tượng mưa bão lũ ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm, đang tương đồng với hình thái diễn biến La Nina. Ở nước ta thì sự xuất hiện của La Nina có thể khiến bão áp thấp nhiệt đới xuất hiện nhiều hơn. Miền Trung và miền Nam đối mặt với mưa lớn và lũ lụt thường xuyên hơn. Các đợt La Nina điển hình từng xảy ra là vào năm 1998, 2000, 2007, 2008, 2010, 2011 và 2020, 2022. Trong đó thì đợt rét đậm rét hại 38 ngày vào tháng 1, tháng 2 năm 2008 làm cho 180.000 hecta lúa, gần 110.000 vật nuôi bị chết, thiệt hại ước tính là 400 tỷ đồng. Thời kỳ La Nina 2020-2022 cũng ghi nhận nhiều thiệt hại. Trong đó thì năm 2020, cả nước có 16 trên 22 loại hình thiên tai với 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 120 trận lũ quét sạt lở đất, 265 trận dông lốc sét làm cho 357 người chết và mất tích, tổng thiệt hại trên 40.000 tỷ đồng. Riêng thiên tai năm 2022 thì ở nước ta làm cho 175 người chết mất tích, thiệt hại kinh tế là gần 20.000 tỷ đồng. Từ đây cho đến cuối năm, nước ta còn phải đối mặt với những cơn bão từ Biển Đông đổ bộ vào đất liền. Kinh nghiệm cứu trợ khẩn cấp từ siêu bão Yagi cần thiết hơn bao giờ hết để có thể tiếp sức cho những người dân vượt qua bão lũ, tái thiết cuộc sống. Tại Lào Cai, ngành chức năng bắt tay vào ổn định chỗ ở cho đồng bào bị thiệt hại. Khu tái định cư cho các hộ dân thôn Kho Vàng dự kiến bắt đầu khởi công từ ngày 21 tháng 9, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thôn Kho Vàng cũ có nguy cơ sạt lở rất cao, trước mắt chính quyền xã vận động dân làng di chuyển đến nơi ở tạm trong nhà dân quá xã. Tinh thần chủ động cảnh giác trong mưa bão của người dân thôn Kho Vàng nói chung và trưởng thôn Ma Sơ Chứ nói riêng chắc chắn là bài học cần thiết để mỗi chúng ta ứng phó trước những diễn biến bất thường của thiên nhiên. Từ khi bão Yagi kết thúc, hàng trăm chuyến xe từ khắp mọi miền cả nước liên tục chở hàng cứu trợ đến với người dân Lào Cai bị thiệt hại do mưa lũ. Đáp lại sự nồng hậu này, nhiều quán cơm không đồng cho người dân địa phương mở ra để tiếp sức cho những người đi cứu trợ. Tạm gác lại công việc gia đình, nhiều người dân ở thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho những người đến hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Những bữa cơm không đơn giản nhưng được chuẩn bị chu đáo, phục vụ miễn phí cho các đoàn thiện nguyện. Đây là những món ăn và là nguồn động viên tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho những người vào vùng lũ hỗ trợ đồng bào. Những bữa cơm không đồng nhưng đầy ấp tình người. Bữa cơm miễn phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương và hy vọng hướng về vùng lũ. Không thể kể hết những đoàn hỗ trợ từ các tỉnh thành vượt khó khăn gấp rút đem hàng hóa tới cho người dân vùng lũ ở miền núi phía Bắc. Những chuyến hàng gói ghém tất cả tấm lòng yêu thương với sự sẻ chia gian khó với đồng bào của mình. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sự hỗ trợ kịp thời làm ấm lòng người dân vùng lũ, tiếp thêm sức mạnh để người dân đứng lên. Tuy nhiên, theo diễn biến của thiên tai, công tác cứu trợ cũng cần thay đổi để phù hợp với thực tế. Do không nắm chắc tình hình tỉnh thành bị lũ lụt nên việc cứu trợ hiện nay gặp nhiều vấn đề. Cụ thể là nơi thì nhận được quá nhiều hàng hóa hỗ trợ, nơi lại không có. Có khi người dân đang rất cần cái này thì lại nhận được hỗ trợ cái khác. Hiện tại, nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở, lũ quét. Người dân rất cần mắm muối, kem đánh răng, bột giặt, những loại thuốc thông dụng. Nhưng thực tế là nhiều đoàn cứu trợ vẫn đưa đến chủ yếu là mì gói, bánh mì và sữa. Theo các chuyên gia, khi thiên tai mới xảy ra, người dân bị kiệt sức vì đói rét thì rất cần nhu yếu phẩm để tồn tại. Lúc đó thực phẩm sử dụng được ngay như bánh chưng, bánh tét, bánh mì, trứng luộc, lương khô, nước sạch, đồ hộp là rất cần thiết. Nhưng sau giai đoạn cứu hộ ngay lập tức thì cần phải tính đến việc hỗ trợ để người dân phục hồi ngắn hạn cũng như dài hạn. Để việc cứu trợ đạt hiệu quả cao, ở giai đoạn này, việc cứu trợ càng cần có sự phối hợp mặt trận tổ quốc và chính quyền vùng lũ để có được thông tin chính xác về diễn biến lũ lụt và nhu cầu của người dân cần gì nhất.
cũng có nghĩa là cần biết nhu cầu của người bị ảnh hưởng để đáp ứng thứ họ cần. Khi nước lũ rút, hạ tầng dần được khôi phục, không còn những bản làng bị cô lập do nước lũ, thì người dân rất cần được tiếp sức để bắt đầu lại cuộc sống. Cũng cần lưu ý rằng sau thời gian chống chọi với bão lũ, trong điều kiện ăn uống thiếu thốn và vệ sinh không đảm bảo, người dân đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Do vậy, những loại thuốc thông dụng trong thời điểm này đặc biệt hữu ích.